Ok, bây giờ anh quay vào màn hình đi. Bây giờ anh bấm Enter đi. Anh bấm Enter đi. Bây giờ anh bấm phím Delete giống khi nãy đi. Bấm đi, bấm đi, bấm đi. Rồi. Anh bấm phím sang bên phải. Bấm sang phải nữa đi. Sang phải nữa. Anh bấm xuống cái dòng mà có cái chữ Boot Option 1 ấy. Bấm xuống. Đấy, nhìn thấy chưa? Boot, boot, đấy, 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 Boot Option 1. Đúng rồi. Bấm Enter đi, bấm Enter đi. Rồi. Anh chọn cái dòng USB ở dưới đấy, bấm xuống dưới. Bấm xuống dưới cái chữ E. Dòng dưới. Dòng dưới, đấy, bấm Enter, bấm Enter. Ok. Bây giờ anh bấm phím sang bên phải. Sang phải nữa đi. Bấm xuống. Bấm Enter đi. Enter tiếp đi. Rồi. Kia nó nhận USB Kingston Data. À, đúng rồi. Kingston Data Traveler 3.0 kia là nhận USB rồi. Ổ cứng 120GB. Một chuột, một bàn phím. Rồi, ok. Đấy, bây giờ nó mới bắt đầu vào USB đấy, nó đang cài Win đấy. Vâng. À không sao. Em có uống được rượu đâu. À, mình thì uống giỏi lắm nhưng mà mình phải đi ô tô mình mới dám uống. Vâng. Vâng. Xe buýt. Và như thế là mình nguy hiểm tình trạng. À, không sao, nhiều người còn không biết sử dụng nhiều. Chứ anh vẫn còn biết chút và hướng dẫn được mà. Rồi, cảm ơn. Nó cũng dễ thôi, cũng không khó. Đấy, nhỏ này. Đấy, bây giờ nó bắt đầu vào setup, bắt đầu setup đấy. Đấy, anh cứ giữ ở cái điện thoại nó đứng im thế này thì em dễ hướng dẫn hơn. Đúng rồi. Đấy, ok, anh có hai dòng trên. Anh bấm vào cái chữ delete đấy, cái gạch chéo màu đỏ đấy. Gạch chéo màu đỏ. Dùng chuột bấm. Delete nhưng mà có à, dùng chuột đúng không? Dùng chuột, đấy bấm vào đấy. Bấm vào đây. Bấm ok. Rồi. Anh chọn dòng dưới nữa đi. Rồi. Bấm phím xóa, dùng chuột bấm delete đấy. Delete. Xóa nốt cái này đi. Ok đi. Xong rồi. Quay sang phải em nhìn xem nào. Bấm next đi. Rồi, ok. Đến đây thì gần như là ok rồi, mình chỉ ngồi đợi thôi. À, ok, cảm ơn bạn quá, cứ ngồi đợi thôi đúng không? Cứ bình tĩnh nhá. Cứ để đấy em hướng dẫn cho anh, cứ quay đi. Đây là USB cài tự động cho nên là bấm vào đến đây coi như là ok. Ok, cảm ơn bạn cực kỳ luôn. Được 3% với tạm thời dạ hơi dừng một tí để mình hút điếu thuốc lào anh ạ. Vâng. Nào dỗi lên cái này chơi thông qua cái giảm lam của tôi. Thế ạ? Của anh nhiều loại lan không? Có chơi phần lớn là đơn thân đấy mà. Mấy một loạt hoàng nhạn với lại cái trắng quế trắng nó đang ra đủ. Và lan mà cách đây khoảng độ 5-2 năm lan đột biến để bán. Chúng nó cứ vống lên nhưng mà cái cây mình lại không thích. Mình chơi cái dòng nó gọi là dòng thông đấy. Và chơi cái loại tinh thân như cái kiểu Đại Châu hay là Hoàng Nhạn hay là Quế hay là tức là những cái loại đáo sắp cái thứ đấy. Vâng. Chạy được 24-25% đúng không? 25% rồi, đúng rồi. Rồi, bước này 26 rồi. Rồi, ok. Đây là mình cài vào Win 10 rồi đúng không? Tự động ra làm đúng không? Vâng anh, Win 10 đấy, tự động. Cậu là chạy tự động luôn đấy đúng không? Vâng. Vẫn phải qua cho cậu chứ không phải như mình mà bọc mô bê ngủ ngay. Cái máy này của anh cài lên được cả Win 11, Win cao hơn đấy. Ok. Vâng. Nói nhưng mà thôi dùng như này đi đã. Win 10 thì nó ổn, Win 10 này nó ổn định hơn. Ok, thấy mình chỉ muốn nó ổn định thì mình dùng nó đỡ bị bùng bỉnh mà. Thì vào đấy như hôm qua nói chuyện hay vào có những cái mà mình vào những cái chỉ YouTube thôi, mình xem cái mà như kiểu hướng dẫn của các bạn này này. Vâng. Mà may lại vớ được cái mình mới biết mở cái đợt rồi làm cái quạt cho người ta đấy. Vâng. Vâng. Mình biết mới mở ra, mới biết cách mở, không có thì lại phá tan cái quạt người ta thì để chết. Vâng. Như thế bạn ạ. Học hỏi trên YouTube của nó hay lắm đấy. Vâng vâng. Mình xong cứ sàng lọc thôi. Vâng. Thế kể cả bạn này tôi cũng mở ra nhiều, xong rồi tôi nhìn thấy có cái số điện thoại tôi bảo tôi xin số điện thoại, sau tôi mở xuống dưới đít để thấy có cái số điện thoại ở dưới thì tôi bắt đầu mới gọi chứ. Vâng vâng vâng. Em có để số điện thoại ở trong mô tả đấy, chắc là anh xem trên điện thoại anh không bấm vào cái phần mở rộng để xem đọc hết. Thôi rồi, nếu có gì tí tôi nhắn số điện thoại vào. Không, có số điện thoại đây em kết bạn Zalo được rồi mà. Đấy, mình bảo cái của bạn thế thì mình phải nhìn đấy, mình ghi ra ngoài, đấy mình ghi ra ngoài trong cái bấm. Có cậu cũng ở trong Khương Thượng ấy. Vâng. Cậu ấy ở gần nhà cậu ấy, nó vừa mang lên này cho mấy con cá mè. Ôi xong rồi đấy. Đấy bắt đầu đang chạy rồi. Vâng vâng, anh quay dịch sang trái em nhìn thế mà. Bên đấy, không có gì. Đấy là bên phải. Đấy, quay tập trung vào các cái vị trí đấy ấy. Thôi kệ đấy nhá. Vâng. Loát lại đúng không? Anh quay giữa màn hình em nhìn thế mà. Đấy. Quay xa xa tí. Đấy. Đấy, quay vị trí này dễ nhìn. Chỉ bị vướng cái bước đầu thôi. Bước đầu là anh cài đặt ở trong cái BIOS để nó khởi động từ USB thôi. Còn bước phía đằng sau này mình không phải làm gì. Gần xong rồi. Các bạn nhất là bạn vất vả mình quá. Không sao, đây đến đây là xong rồi đây này. Đấy. Đóng cái này. Rút bỏ USB ra. Ok. Đấy, phía bên kia là nó đã cài đầy đủ hết rồi kìa. Rồi. Rút bỏ USB chưa? Mình rút rồi đấy. Rồi, bây giờ anh khởi động lại máy đi, bấm ở trên màn hình ấy. Đây đúng không? Đấy, đúng rồi. Đấy, bấm vào cái biểu tượng tắt nguồn kìa. Đấy, bấm rồi, sút hay start. Bấm vào restart đi. Rồi, anh quay sang phải em nhìn thế mà. Anh bấm yết đi, bây giờ nó mới nhận mạng đấy. Bây giờ là S hay gì? Vâng, anh bấm vào đấy. Em vào Google này. Đấy, anh vào Google đi. Anh bấm vào cái dòng get. Đấy. Em sợ cái dây mạng của anh ấy. Dây mạng ấy. Vâng. Dây mạng, hai cái đầu ấy, anh kiểm tra xem nó có đèn sáng chưa. Đấy, chắc là dây mạng nó chập chờn, lúc có đèn sáng, lúc này không. Đấy. Thế thì một là anh mua cái dây mạng khác anh cắm vào là ok đấy. Rồi ok. Ok đấy. Đã. Hôm nay mình rất là được phấn khởi các bạn, nhiệt tình quá. Vâng, không có gì anh ạ. Còn cài như thế đơn giản thôi mà anh, đấy nó tự động hết mà. Rồi. Thế là bây giờ là đầu tiên là cảm ơn bạn anh nhá. Không có gì thế anh xong ạ. Nếu có gì mình để mình kiểm tra lại cái dây mạng đấy, xong rồi có gì nếu có vấn đề gì thì mình sẽ liên hệ với bạn sau. Vâng, ok anh nhá. Cái này là hoàn chỉnh rồi đúng không? Vâng, ok rồi đấy. Anh chỉ có mua cái dây mạng khác mấy chục nghìn anh cắm vào là xong mà.